chào cả nhà, chào đại gia đình nhé. Bây giờ con gái mình đang sửa soạn cho coi thành cột tóc nè, chuẩn bị chụp hình nè. Hôm nay là mùng 1 rồi phải không cả nhà? Đó, mình quay vòng vòng cho cả nhà coi nha, đang làm điện nè. Chiều giờ đòi bận áo dài hoài luôn á, để chụp hình quá. Ở Việt Nam thì mọi người giờ này vui rồi, đoàn tụ gia đình. Còn ở Mỹ này thì vậy thôi đó cả nhà ơi. Chỉ có family với nhau, chơi với nhau rồi chụp hình, ăn uống trong nhà. Đây, sẵn rồi đây. Rồi, Cathy, say hi cô chú đi con nè. Cathy. Hi. Hi. Áo dài đẹp quá ta ơi. Cathy ơi. Hi. Say hi everybody. Cathy. Say hi chú. Hi chú. Hi cô. Hi chú. Hi mọi người. Hi mọi người. Everybody. Yeah. Giỏi quá. Hi à. Điều màu vàng hết sẽ hay đi con. Đây rồi, tháo tóc nữa rồi kìa. Cathy, con cột em lên đây chụp hình lại nữa con. Stop it. Cathy, Cathy, anh Út đẹp trai quá kìa. Trời ơi coi, mang giày hiu mà đi coi chịu nổi không cô chú. Đó, đi đó, đó, đi vậy đó. Đó. Chụp ở đây. Hi Cathy. Cathy. Michael. Cathy. Cathy. Con là em một mình trước. Con là em một mình trước. Rồi Michael vô luôn. Gia đình em đã chụp hình xong rồi cả nhà ơi. Đó, gái bận áo vàng, gái cứ đòi bận áo dài hoài cả nhà. Cathy. Cathy. Cathy ơi.
các chị ơi. Ca thì té giờ có quậy quá cô chú ơi, coi em kìa, mang giày heo mà đứng nhảy kìa, chịu nổi không? Trời ơi, mang giày mà đứng kìa coi. Năm nay nhà em tất cả màu vàng hết nha cả nhà. Mỗi năm thì màu đỏ, năm nay thì mình thích màu vàng. Lại video sau nha cả nhà, bye bye.